giờ chỉ có chồng rồi sao giờ? Vậy là người yêu cũ anh hay gì? Đúng rồi, người yêu cũ. Trời ơi. Chị đây. Đi đâu? Uống cà phê. Ừ. À, có đàn em hai người gì luôn hả? Ừ. Có hai đàn em theo bảo vệ gì? Có anh cộng của em. Có cộng của em bảo vệ mà. Mà sao bữa nay được mời được Tài Thiên lại đây vậy? Tài Thiên Đại Thánh nè. Nè. Đại Thánh là muốn đập đó, muốn đập đó. Cái gì vậy? Ai giận á mà muốn đập đó thì vô mắt vô mắt rồi. Mẹ quên nói cơ làm gì vậy? Cơ nghĩ nghĩ có làm gì vậy? Có lục nó có nữa không? Ừ, chứ chứ. Vậy là chị Đại bữa nay là có mời được Tài Thiên đi theo bảo vệ lên rồi. Bảo vệ quấn vô mắt là rồi. Dạ, sao thầy chị Đại bảo hung dữ quá à? Không dữ là lan kỵ mà. Chị hả? Chị Đại được nhiêu ký mà hung dữ quá à? Có ba ký à. Trời trời, gì ba ký? Ba ký. Ký lô à. Mấy ký, ba mấy ký? Ba mấy à. Ba mấy hả? Dạ. Ờ, nhỏ xíu vậy mà hung dữ quá trời luôn. Sao mất chồng cái gì mà nắm tay bà? Trời mất mà. Sao không nắm tay bảo vệ anh đây ăn? Tập luôn. Ừ, đó dữ. Thầy Thiên có phép đó. Tại giờ không có phép, tại đây nè. Phải không ai phép lần đó? Phải phải phép, phải phép rồi. Em phải phép xuống đây còn 5 đứa. 5 đứa là chuyện nuôi đây. Không đứa nào nè, con đứa là cách luôn. Chị Đại thấy ông Tài sao cho chị Đại? Thế Thầy Thiên sao, đẹp trai không? Thế Thầy Thiên đẹp trai không? Tù quắc, dừng mắm đi. Mắm gì à? Nó rồi quấn. Chị Đại giống đại cao ha. Ghét người nào quấn người đó. Có mấy người có ghét mấy YouTube này không? Ghét không quấn đó. Nó luôn quỷ cái mắt đó. Ai đánh đâu mà nó đó. Chị Đại có chuyện gì vui kể nghe ai? Tâm ừ. Chị kìa có gì vui không? Không, vui rồi. Vậy đó hả? Thầy Thiên Lễ Thánh ấy rồi. Rồi quay YouTube đó. Có phép luôn á. Có thấy hình cầm cái ông rồi. Thấy rồi à. Cấp rồi ơi, cầm có rồi. Thiên 5 đứa con luôn á. Đứa nuôi mà. Ừ. Con đứa giống chị đó. Con đứa giống chị đó thấy không? Để rồi giống em mà. Nãy đưa hình nó mới cao chơi đó. Thôi à. Ờ, ông này giống con ca chứ con có giống ca nè. Con ca ha. Thôi. Nói điện thoại. Không nghe, không nghe. Điện thoại chứ không thoại đây là nó dính vô đây. Trời, cho nghe đi. Trời, cho nghe cái chuyện chứ. Thầy Thiên có gì chọc đại ca coi. Chị Lê Thánh á. Cái gì đi đột. À, bữa nay thì cuộc hội ngộ giữa anh Tài Thiên với chị Đại Chim Sâu nha. Chị Đại Chim Sâu luôn. Chị Đại Chim Sâu đó. Này quất cái bộ đồ quá đẹp luôn ta ơi. Anh Tài Thiên anh thấy chị Chim Sâu như thế nào anh Tài Thiên? Muốn được. Đẹp hay là được? Đẹp. Đẹp hả? À. Nghe nói là anh để ý thương phải không? Để ý mà đeo quà. Người ta hết nhận đâu. Không chấp nhận hả? Chờ đợi 5 năm rồi hả? 5 năm rồi. Giờ mới gặp lại đúng không? Gặp lại. Giờ gặp lại mà giờ chỉ có chồng rồi sao giờ? Vậy là người yêu cũ anh hay gì? Đúng rồi, người yêu cũ. Trời ơi. Hồi đó bán vé số gặp nhau á. Có chị quá. Thôi chồng chỉ vô rồi mình nói chuyện khác đi. Chồng chỉ vô nói chuyện khác đi rồi. Rồi chồng đi nữa rồi. Nhắc lại chuyện ngày xưa sao? Ngày xưa đi bán vé số gặp người quen. Gặp quen rồi. Thương chứ luôn hả? Quen vài tháng rồi. À, thôi 5 năm. 5 năm luôn á.
Bây giờ gặp lại hả, thành đại ca luôn rồi đó. Gặp lại có chồng luôn rồi. Chị Đại có lời nào nói với anh Tài Thiên đi. Quên luôn đi anh ơi. quên luôn đi anh ơi, đừng có nhắc lại quá khứ đúng không? Bây giờ em đẹp rồi, em không cần anh nữa hả? Giờ em đẹp, em có chồng đẹp trai nữa phải không? Có đẹp trai à, yêu đủ rồi. Ừ. Rồi. Ôi, chắc đâu mắt nữa rồi vậy. Không có gì đó đâu. Không rồi đó. Thứ mắm mai không? Trời, tại ổng hùng thôi, ổng hùng biết quá. Ôi. Không mà nó mất màu nữa, không biết ổng hay không. Mất màu, trời. Màu đâu á? Ông Tài Thiện, ông có bí quyết đó nha, ông tới 4 năm đứa đó nha. Ông kia không có bí quyết mà không có. Đâu đây mà không biết. Ông Tài thấy cháu mạnh lắm đó nha chị Đại. Lực lắm đó. Cái gì thở lên quá. Này làm gì mà gặp người cũ sao mà nghiêm quá vậy? Thế mai nhìn hoài chị Đại. Ôi, cầm ra, bắt vô trọng cái hung chủ quán cái gì vậy? Giọng chắc hung chủ quán gì rồi. Rồi, cho ông thuốc xíu đi. Ngồi đó, không mắc đâu. Gì vậy? Gì vậy? Ôi, mẹ cao đó. Ở đây. Thuốc không thuốc, lên mạng không được. Rồi, đó nhìn xuống đi. Thằng Tăng nó đi dọn phòng số 5 mới trước á. Có chuyện gì kể vui kể nghe chị Đại. Không. Hả sao vậy? Yêu đủ rồi. Thì đi bán vé số có gì vui không? Không. Đi bán số có ai cua không? Có ai chọc mình không? Có chọc đâu. Thằng Kỷ nó chọc. Thằng Kỷ nó không dám chọc ha. Thằng Thiên cũng gắn ra rồi kìa. Rồi có hai cái gắn kìa. Bữa nào cho tiền anh đi chồng gắn đây. Dạ. Nó tiền mà. Có đâu? Có tiền đâu. Không kèm, nói làm nhà hàng. Rồi mướn. Là mướn mà. Cái đó là hàng gì đó, gì ruột đó. Khăn nhiều vậy anh. Cho gì đó. Khăn nhiều vậy. Khăn nhiều vậy anh. Khăn nhiều vậy. Tháng tôi được có làm nhà hàng, tháng được có 4 triệu à. Vậy ít nữa. Ờ, chứ mà mướn mà. Không có xe du lịch nữa đó. Không có xe du lịch đó. Chịu đi xe du lịch không? Chịu không đi. Nào anh lấy mua xe du lịch cho anh chở. Đem xe du lịch cho chở.